nhân dịp Trung Thu thì em cũng xin chúc tất cả mọi người một sức khỏe dồi dào trong ngày tới. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vui chơi hết mình ạ. Rất mong được sự hợp tác của mọi người. Nhưng trước khi vào hai phần chính này thì công ty chúng ta sẽ cùng nhanh chóng cùng nhau lên một chỗ để cùng thương thấu anh em thì cùng nhau chụp những bức ảnh thật đẹp để giữ lại những kỷ niệm này ạ.